Song Joong Ki, Lee Min Ho phải đầu hàng trước một Mỹ Nam BTS trong top sao hàng đẹp trai nhất. Mới đây, một trang web uy tín đã công bố bảng xếp hạng những sao nam đẹp trai nhất Hàn Quốc. Nhắc đến chàng Mỹ Nam đình đám xứ Hàn, người ta không thể không nhắc đến những cái tên như Song Joong Ki, Lee Min Ho, Cha Eun-woo, V, BTS. Mới đây, trang web giải trí lớn nhất Indonesia Kapanlagi với 40 triệu độc giả đã công bố bảng xếp hạng top 50 sao nam đẹp trai nhất Hàn Quốc năm 2021. Theo đó, danh sách năm nay chứng kiến màn so kè khốc liệt giữa hai bên, diễn viên, idol. 1. V, BTS. Cái tên xuất sắc đứng đầu danh sách sao nam đẹp trai nhất Hàn Quốc theo netizen Indonesia chính là nam thần Gigi, V, BTS. Anh chàng sở hữu nét đẹp hiếm có trời cho như đôi mắt to mê hồn, sống mũi cao dài thẳng tắp, đôi môi mỏng nhưng miệng rộng, sang và khuôn cằm sắc nét. Đặc biệt thần thái của Vi giúp anh chàng trở thành bậc thầy biểu diễn trên sân khấu. Visual của gương mặt đẹp trai nhất thế giới không chỉ được fan khen ngợi, mà ngay cả các chuyên gia thẩm mỹ cũng phải công nhận khuôn mặt thần thánh của nam idol. 2. Kim Seon-ho. Nam thần má lúm Kim Seon-ho xếp ngay sau Mỹ Nam BTS. Dù là đóa hoa nở muộn của màn ảnh Hàn Quốc với gia tài phim ảnh ít ỏi, nhưng nam diễn viên sinh năm 1986 đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, gương mặt cực điển trai với đôi mắt sáng rỡ và lúm đồng tiền rất duyên. Quả thật với gương mặt đẹp trai không góc chết, vừa nam tính vừa dịu dàng và body cực chuẩn, Kim Seon-ho hễ xuất hiện là lại khiến hàng loạt chị em phải ôm tim. 3. Lee Min-ho. Nam thần màn ảnh Lee Min-ho khiêm tốn về đích ở vị trí thứ 3, là nam thần hàng đầu của làn sóng Hallyu. Qua bao năm, nam tài tử vẫn giữ được tầm ảnh hưởng lớn trên toàn châu Á. Đã 11 năm kể từ cái thời chàng công tử trăm anh thế Việt Kujumio tạo cơn sốt khắp châu Á. Thế nhưng cho đến nay, ngoại hình hoàn hảo không góc chết của Lee Min-ho vẫn luôn là yếu điểm chí mạng với hội chị em. Ở độ tuổi ngoài 30, nam diễn viên vẫn giữ được diện mạo nam tính, điển trai y như hoàng tử, thậm chí ngày càng phong độ hơn. 4. Cha Eun-woo. Nam thần truyện tranh Cha Eun-woo là idol tiếp theo góp mặt trong danh sách này. Cha Eun-woo là visual nổi bật nhất nhì thế hệ mới, sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo như nam chính bước ra từ truyện tranh cùng khí chất bạn trai ấm áp, thậm chí được phong thành thánh mặt mộc vì đẹp đến mức không cần make up. Nhan sắc đỉnh cao, đẹp đến độ siêu thực và gương mặt cân xứng với tỷ lệ vàng hoàn hảo, anh chàng hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thiên tài gương mặt. 5. Jin, BTS. Ngoài nam thần V, anh cả Jin của BTS cũng góp mặt trong danh sách. Nhan sắc của trai đẹp toàn cầu được cả fan Hàn lẫn fan quốc tế khen ngợi. Jin sở hữu vẻ điển trai nam tính như chàng bạch mã hoàng tử. Khuôn mặt cân xứng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tỷ lệ vàng của nam idol, thậm chí còn được so sánh với thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp. 6. Song Joong Ki. Thời đại Mỹ Nam mới nổi ngày nay có lẽ sẽ chẳng có ứng cử viên nào sáng giá đọ lại được với huyền thoại sinh trai Song Joong Ki. Nam thần hậu duệ mặt trời từ lâu đã nổi tiếng với gương mặt trẻ măng như bún ra sữa và đặc biệt là làn da trắng sáng không tì vết đến mức bạn diễn nữ cũng phải e ngại. Tuy nhiên hậu ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã chuyển dần sang hình tượng nam tính và trưởng thành hơn. Nam diễn viên sinh năm 1985 ngày càng lột xác với hình ảnh phóng khoáng điềm đạm hơn, ngoại hình càng ngày càng lên hương thấy rõ. 7. Jungkook, BTS. Em út Jungkook là thành viên thứ 3 cũng là thành viên cuối cùng của BTS góp mặt trong top 10 bảng xếp hạng. Mỹ Nam sinh năm 1997 luôn là một trong những nhan sắc đình đám nhất K-pop, thậm chí lọt top những gương mặt đẹp nhất thế giới. Với ngoại hình ngây thơ pha lẫn nét nam tính và sexy ngầm, Jungkook dễ dàng cân mọi phong cách, mọi kiểu trang phục và kiểu tóc. 8. Jaehyun, NCT. Nổi bật nhất nhì trong dàn nam thần đông đảo của NCT chính là Jaehyun. Nam idol sinh năm 1997 sở hữu ngoại hình điển trai tựa như hoàng tử, phong thái ấm áp đỉnh đạt cùng vóc dáng cao lớn, chuẩn bạn trai trong mơ của fan girl. Gương mặt Jaehyun vừa nam tính góc cạnh nhưng cũng vô cùng đáng yêu với đôi mắt cười, má lúm duyên dáng. Chàng trai này đã không ít lần khiến fan sốc visual khi được chứng kiến nhan sắc thật ngoài đời. 9. Ji Chang-wook. Có thể nói rằng Ji Chang-wook sở hữu ngoại hình vạn người mê hoàn hảo từ khuôn mặt đến thân hình. Mỹ Nam Hiller vốn nổi tiếng với khuôn mặt nam thần khi sở hữu chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt hai mí quyến rũ cùng khuôn miệng cười tỏa nắng đã làm mê hoặc bao trái tim fan girl. Chưa hết, Ji Chang-wook còn sở hữu thân hình chuẩn với chiều cao 1m82 và body 6 múi săn chắc. Cứ mãi điển trai và thu hút thế này, bảo sao hậu cung của Ji Chang-wook ngày càng thêm chật chội. 10. Dio, EXO. Khép lại top 10 chính là nam idol thành công khi đã chéo sân sang mạng diễn xuất Dio, EXO. Mặc dù không phải visual của EXO, nhưng Dio vẫn khiến hàng triệu fan nữ ngã gục nhờ sở hữu đôi môi trái tim và nụ cười hút mắt, đặc biệt là sóng mũi và đôi mắt hoàn hảo. Ngoài khuôn miệng đẹp, đôi mắt to tròn cũng là một trong những vũ khí gây sát thương cao trên gương mặt Mỹ Nam này. Nét đẹp của Dio khiến người đối diện cảm thấy vô cùng gần gũi, thoải mái, nhất là khi anh chàng nở nụ cười.